À, chị chỉnh giờ cho nào, chỉnh giờ cho nào. Rồi, tí em chỉnh cho anh cái này. Đấy, em chỉnh cho em. Giờ ngày tháng. Cái này có nhiều cái hay, tí em dần dần lên chỉ bác những cái rất là thích. Em vào sân lùi em cái này. Đấy chưa? Rồi ok, quay trở lại rồi. Cái loại ở nhà ở kia anh mua vài trăm sao nét thế được. Nét mà nét đáng định không bao giờ nét rồi. Tu bì này. Mất em bảo anh thế anh này. Không phải cứ bê gì, anh làm cái wifi cho em, anh phát này cứ, sướng hơn biết rồi, nhưng mà cứ ấy này cứ vừa wifi nhưng khi bị điện nó không phát thì được. Có sao thế, bật hình ra là hả, bật hình ra là nó nét đây à? Riêng cái loại này rất là nét, anh nhìn là nó lên 720 cơ đây này. Trận 70 luôn đi nhé. Mới nó tốn dung lượng thôi. Dung lượng thì sao? Thì tốn dung lượng cái máy em thôi. Mà máy này hay máy này? Máy này. Sao tốn dung lượng máy này? Ủa thì em đang phát wifi để máy này thu vào. Ờ tí em giải thích cho bác sao. À hiểu. Tức là nếu mình xe 720 thì nó cũng bị đấy không? Xe 720 nó cũng bị sao không? Không sao. Không sao. Càng nét chứ làm sao? Xe 720 đẹp không? Đây mình sao lại YouTube gì? Đây music. Music thì là cái gì rồi? À, nó rút ra rồi đâu? Music là cái thẻ USB, rút rồi.